Một ngàn ông vua. Chán quá, đi cả ngày trời mà không tìm được cái gì, thế này thì chết đói mất thôi. Ơi, mệt quá. Hả? Cái gì thế nhỉ? Sao tự nhiên lại có một chiếc thùng lớn thế kia, ở đâu nhỉ? Chắc chắn quá, mang về đựng nước chắc tốt đây. Ôi, mũ của tôi! Chuyện gì thế này? Trời, chiếc mũ của mình đã nhân lên không biết bao nhiêu cái. Chiếc thùng này biết sinh sản ư? Nếu quả thật chiếc thùng này kỳ diệu như vậy thì... Tuyệt quá! Từ nay mình sẽ trở nên giàu có, không phải chịu cực khổ như trước nữa. Bẩm ông, có quan huyện đến tìm ông ạ. À. Quan huyện? Tìm ta ư? Quả đúng như lời đồn. Người đâu? Mang chiếc thùng này về cho ta. Bẩm quan huyện, sao lại thế ạ? À? Chiếc thùng là của tôi mà. Thùng nào là của nhà ngươi? Nó được tìm thấy trên đất thuộc quyền cai trị của ta, thì nó phải là của ta, nghe rõ chưa? Thánh chỉ đến, phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế ban rằng mỗi tấc đất ở đất nước này đều thuộc quyền cai trị của trẫm, nên chiếc thùng cũng phải là của trẫm. Nay ra lệnh tịch thu chiếc thùng, khâm thử. Thần lĩnh chỉ. Người đâu? Mau mang hết vàng bạc châu báu trong kho của trẫm ra đây. Quả là chiếc thùng kỳ diệu. Ha ha ha. Không biết trong thùng đó có điều gì bí ẩn mà lại có thể nhân thêm nhiều thứ như vậy nhỉ? Nếu khám phá ra được, ta có thể làm ra những chiếc thùng nhân cả cung điện thì sao? Ta phải vào trong đó xem mới được. Bên trong cũng như những chiếc thùng bình thường khác thôi, sao lại kỳ diệu thế nhỉ? Trời! Các ngươi là ai? Trẫm là vua nước này. Không, trẫm mới là vua. Ta mới là vua. Lính đâu? Tống cổ chúng nó đi. Đánh đuổi hết chúng cho ta. Trời ơi! Đại loạn mất rồi. Tất cả do lòng tham của con người nên mới thế này. Giá như mình không tìm ra chiếc thùng ấy, thì đất nước đã không rơi vào cảnh loạn lạc lầm than. Đúng là đại họa mà. Sư tử ra uy. Dậy đi con, trời sáng rồi. Sáng rồi hả mẹ? Bắt đầu từ hôm nay, con phải tự vào rừng kiếm ăn nghe chưa? Sao lại thế hả mẹ? Con đã lớn rồi, phải học cách tự lập để không hổ danh là Chúa Sơn Lâm. Chúa Sơn Lâm là gì hả mẹ? Là vua của rừng rộng đó con. Con sắp trở thành Chúa Sơn Lâm đấy. Thật thế hả mẹ? Ôi, thích quá, mình là Chúa Sơn Lâm, là vua của rừng rậm. Rồi đây, tất cả muôn loài sẽ phục tùng con, ai trông thấy con cũng phải nể sợ. Ta sẽ là Chúa Sơn Lâm. Ấy, từ từ thôi con. La 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 la, ta chính là vua rừng rậm đây. La 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 la. Yeah.
Con dê kia biết ta là ai không mà không chào, cứ trố mắt nhìn thế à? Tôi Người có biết trong rừng này ai là vua không? Dạ chính là ngài thưa đại vương sư tử. Đúng, ta chính là vua rừng rậm đây. Trời, sư tử. Ôi, tha cho tôi. Chạy đâu? Nhìn thấy ta mà không chào à? Biết ta là ai không? Chào đại vương sư tử ạ. Tôi đúng là có mắt như mù, xin đại vương tha mạng ạ. Lần này ta tha cho, lần sau gặp ta mà không chào thì đừng có trách. Tôi biết lỗi rồi, đa tạ đại vương tha mạng. Mẹ nói đúng, kẻ nào nhìn thấy ta cũng phải nể sợ. Con gì mà to thế nhỉ? Con này láo thật, nhìn thấy chúa Sơn Lâm mà cứ không chào là sao? Tên kia, đứng lại! Có chuyện gì thế? Còn chuyện gì à? Sao ngươi đi qua mà không thèm chào ta một câu? Cái gì? Sao tôi lại phải chào anh? Tôi đang có việc, phải đi gấp đây. À, dám khinh ta hả? Này anh bạn, làm ơn tránh đường cho tôi đi. Tôi đang bận. Tránh là tránh thế nào? Ngươi có biết ai là vua của khu rừng này không? Ngươi mới là kẻ phải tránh đường. Ôi, ngươi làm gì đấy? Này thì vua rừng rậm này. À, đau quá. Mày không chào thì thôi, đâu cần phải dữ tợn thế chứ. Yêu thương đông đầy. Sao anh về muộn thế mà không gọi điện gì cho em? Làm em lo quá. Anh xin lỗi, tại anh phải tiếp khách đột xuất. Thành ra... À, tháng tới, xong hợp đồng này, anh sẽ thay cho em chiếc xe tay ga. Em đỡ phải đi cái xe máy cũ. Thôi, anh liếu cả lưỡi vào rồi này. Ngồi xuống đây, em đi pha cho cốc nước mát. Tự anh làm được mà, anh có say đâu. Anh mừng vì công việc thuận lợi, nên uống hơi quá một chút thôi mà. Alo. Dạ, xin hỏi đây có phải nhà chị Hoàng Thị Mai không ạ? Vâng, tôi đây. Tôi gọi cho chị từ bệnh viện. Các mẫu xét nghiệm của chị đã có kết quả cả rồi. Chiều nay chị có thể đến được không? Bác sĩ Cường muốn nói chuyện trực tiếp với chị. À, dạ vâng, chiều nay tôi sẽ đến ạ. Alo. Em à, anh có lịch đi công tác đột xuất mấy hôm. Em ở nhà tự chăm lo nhà cửa, ăn uống cho tử tế nhé. Khi về nhất định anh sẽ có quà. Em thích gì nào? Em không cần gì đâu. Em ơi, anh về rồi này. Anh về rồi à? Em có việc này muốn nói với anh. Có chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy? Anh có quà cho em này. Vâng, cảm ơn anh. Em thấy cuộc sống của chúng ta thật bế tắc. Chúng ta nên kết thúc ở đây đi. Sao thế? Hôm nay em lạ thế. Sao? Sao lại thế được? Phải có lý do gì chứ? Lý do gì thì cũng thế thôi. Em đã quyết và sẽ không thay đổi. Anh đừng gây khó dễ cho em làm gì. Nếu anh còn nghĩ tới chút tình nghĩa giữa chúng ta, hãy để em đi một cách nhẹ nhàng. Em cần tìm một cuộc sống mới dễ chịu hơn. Trời ơi, chắc chắn là việc cô ấy đã có người khác nên mới dứt khoát đến vậy. Mình mãi mê kiếm tiền
cũng chỉ mong cô ấy có được một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ai ngờ ở đời thật không thể nói trước điều gì. Em đi đây, tạm biệt anh. Chúc anh sẽ có một cuộc sống mới thật tốt đẹp. Alo, anh Huy, anh đến bệnh viện ngay đi. Chị Mai muốn gặp anh. Gặp tôi? Có chuyện gì mà gặp tôi chứ? Chị Mai bị ung thư giai đoạn cuối, e rằng không được bao lâu nữa. Em biết, người mà chị ấy muốn gặp nhất lúc này chính là anh. Hả? Lẽ nào lại thế? Mai! Thật ra, vì không muốn làm gánh nặng cho anh, nên chị ấy mới dứt khoát ly hôn. Suốt thời gian vừa qua, chị ấy đã đau khổ và khóc rất nhiều. Chị ấy đã can đảm một mình chống chọi với những cơn đau, nhất định không cho ai được báo với anh. Trời ơi! Vậy mà anh đã hiểu lầm chị ấy. Bác sĩ, chị tôi sao rồi ạ? Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối. Mai! Tại sao em lại làm thế chứ? Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.